uống miếng trà cho đậm đà bản sắc coi. Chú khoa uống trà đi chú. Con báo chú một hung tin. Tin gì? Chú nghe là chú mừng xỉu luôn á. Tin gì nói lẹ nè. À? Tiệm bánh mì của ông Bảy Màu á, dạo này buôn bán ế lắm. Khách mua một lần là không quay trở lại. Cơ hội dẹp tiệm rất cao. Hả? Chính mắt con thấy hả? Chứ sao nữa, chính mắt con thấy luôn. Với lại á, con nhìn khách hàng vừa mua xong á, con dí theo con hỏi liền. Người ta nói á, bánh mì không ngon. Con tới những nơi kế bên tiệm bánh mì á, người ta nói chỗ này làm ăn không uy tín, cắt mặt nó ra luôn. Mình có thể dựa trên cơ sở này để lấy lại cái hợp đồng. Được rồi, vậy mình thu thập hồ sơ chứng cứ để làm việc với họ. Dạ. Mấy ngày nay con vất vả quá hen. Có gì đâu vất vả chú. Mình đi làm, mình đi ngang qua, mình điều tra, mình giúp đỡ tiệm bánh mì ông Màu. Thôi ngồi đây nha. Để ba đi vô bà coi ba có nguyên liệu chút. Dạ. Chú con cũng vất vả nữa chú. Anh hay quá vậy, anh giỏi quá à. Cho em mượn điện thoại đi. Trời, chuyện nhỏ. Nè. Alo, anh Đức hả? Em Quyên nè. Em vừa mới phát hiện ra một số thông tin rất là bất lợi cho phía của đối thủ. Hay là bây giờ anh qua em luôn đi, rồi tụi mình bàn công chuyện với nhau. Mà mấy bữa nay anh kẹt lịch với khách hàng rồi. Hay là em ghé cà phê gần chỗ anh rồi mình bàn công việc được không? Ừ, vậy cũng được. Anh nhắn em địa chỉ đi rồi em tới liền. Vậy nha. Trời ơi, đau lòng ghê không? Tưởng mượn điện thoại gọi cho ai, ai dè gọi cho anh Đức. Mà gọi hẹn đi cà phê. Hẹn đi cà phê đâu phải là đi làm việc. Đúng rồi, chỗ cà phê là chỗ hẹn hò dành cho tình nhân. Anh im đi. Hồi mới quen, có việc gì cũng khoe với mình trước. Còn bây giờ, lúc nào cũng thằng luật sư. Thấy ghét. Em đang nghĩ tới anh Đức hả? Nghĩ tới ai kệ em. Anh thôi đi. Anh đang đau lòng mà anh cứ nhắc Đức hoài à. Anh đau lắm hả? Em nhắc anh mới đau á. Cảm ơn anh nha, điện thoại em hết tiền. À, anh chở qua chỗ anh Đức luôn nha, xem hết xăng rồi. Không, anh mệt lắm, chứ là anh bận lắm. Anh Bình, chở Quyên đi gặp ai đi kìa. Vô duyên à. Thôi khỏi, em kêu anh Đức tới đây rước em luôn. Em... đổi ý rồi gì? Trả cái điện thoại đây. Em vô em năn nỉ đi, nó chở liền hả? Không. Em vô năn nỉ nó đi. Không, liên quan tới em. Trời ơi. Tin Phát ơi, mẹ ở trỏng luôn đi. Cho Quyên nó theo thằng Đức luôn. Cầm cho em. Ấy tao nói chán thiệt chứ. Kiếp này ở đợi, còn mong kiếp sau làm ông chủ. Hồi nãy em nói với anh cái vụ bất lợi của công ty đối thủ là sao? Anh không hiểu cho lắm. Dạ đúng rồi, có nghĩa là anh Phát á vừa mới theo dõi và quan sát cái tiệm bánh mì đối thủ đó, phát hiện ra là cái tiệm bánh mì ông Bảy Màu đó chuyên môn buôn bán những cái thực phẩm kém chất lượng cho khách hàng, nhiều lúc á còn bị khách hàng la lối comment, rồi á hả còn có nhiều hôm khách hàng trả hàng luôn á. Nè, không phải đơn giản mà có được cái thông tin đó đâu. Muốn có được cái thông tin đó, tôi đã phải thức khuya nè, dậy sớm nè, tôi còn phải điều tra cái việc kinh doanh của tiệm bánh mì ông Bảy Màu thật là kỹ. Với lại nè, tôi còn phải hả làm quen với những cái hộ dân thân cận bên đó đó, rồi điều tra họ mới nắm bắt cái thông tin này kịp thời đó. Cho nên đừng có thấy vậy nha, tôi không phải là người đơn giản đâu. Anh cứ nói như là anh là cảnh sát lạm dụng vậy đó. Chứ còn gì nữa? Nếu mà sự thật đúng như anh nói á, thì bây giờ chúng ta có thể yêu cầu ông Bảy Màu và công ty du lịch thành lý hợp đồng càng sớm càng tốt. Sau đó chúng ta có thể trở thành phía đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm cho công ty ông Sơn. Hay quá. Cuối cùng là những cố gắng của tất cả tụi mình trong mấy tháng nay cũng đã được đền đáp rồi. À, anh quên. Còn về cái vụ hợp đồng, có gì em về nói ba em xem qua và ký vào. Thì khi đó chúng ta mới có thể đủ pháp lý để nói chuyện với công ty ông Bảy Màu. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh Đức nhiều nha. Em sẽ nói ba em họ ký cái này càng sớm càng tốt. À không, ký liền vô hôm nay luôn. Em cảm ơn anh. À chết. Gì vậy? Anh quên. À, gửi em. Trời gì đây? Nè, đừng có nói với em á, đây là thiệp cưới của anh nha. Thiệp cưới gì mà gua cartoon quá vậy? Không có đâu. Sắp tới là sinh nhật của bà ngoại anh. Cho nên là anh mời em đã lâu rồi. Bà ngoại anh nhớ em lắm. Cái gì? Bà ngoại anh vẫn còn nhớ em á hả? Đúng rồi. Cảm ơn anh. Hè
hẹn hò gián tiếp thì có. Em xem thử ngày đó em đi được không? Đừng, mấy em bận rồi. Đừng mấy. Chết rồi. Cái ngày đó hình như là em có một tí công chuyện bận á. Nhưng mà thôi, không có sao đâu. Em sẽ cố gắng tranh thủ giải quyết công việc rồi xong em chạy qua với bà ngoại anh nha. Thật hả? Dạ. Vậy có gì ngày đó anh đi đón em nha. Ok anh, ok anh. Nếu mà tiện đường thì cứ tạt qua rước em đi luôn. Ok. Ở đây mình hết chuyện rồi đúng không? Hết chuyện thì thôi, em về, ở tiệm còn nhiều việc lắm. Ở quán còn nhiều công chuyện lắm hả? Vậy thôi anh cứ về trước đi. Không. Thôi, bây giờ anh đi công chuyện chút nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh Đức. Dạ em chào anh. Ok. Bye. Thế nên anh Đức cũng biết điều ha. Ghen 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 ghen. Không 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 ghen. Nè, bữa hôm đó bận đúng không? Bận là không có đi sinh nhật. Không. Em sẽ cố gắng tranh thủ giải quyết công việc rồi xong em chạy qua với bà ngoại anh nha. Thật hả? Dạ. Vậy có gì ngày đó anh đi đón em nha. Ok anh, ok anh. Nếu mà tiện đường thì cứ tạt qua rước em đi luôn. Quyên, anh có chuyện muốn nói với em. Đi, đi nhanh lên. Gì vậy, gì vậy, gì vậy anh? Gì vậy anh? Anh là anh nhìn kém đi như giặc vậy. Đừng có đến buổi tiệc mừng thọ bà của Đức được không? Ủa sao vậy? Em với Đức là bạn bè bình thường thôi. Có gì đâu mà phải đến gia đình người ta ăn bữa tiệc thân mật vậy. Người ta gài em á. Ông này khùng quá. Gài gì gài? Em với Đức là bạn thân từ nhỏ. Với lại em cũng thân thiết bên nhà đó từ đó đến giờ mà. Chính cái chỗ thân thiết là người ta mới gài em á. Ghen phải không? Phải không? Ừ. Ừ lớn lên coi. Ừ. Thôi được rồi. Không thích em đi thì thôi em không đi nữa. Không đi, không đi nữa, được chưa? Vậy là không đi đúng không? Ừ. Tối này rảnh đúng không? Đi ăn phải lấu với anh, chỗ cũ. Thôi, đang chỗ khác đi, ăn món đường phố khác. Ok. Ok. Yeah. Anh Minh, anh ra nào ạ? À, anh mới ra. Vậy anh không nghe gì đúng không? Anh đâu có nghe gì đâu. Mà Quyên, em quyết định không đi sinh nhật bà ngoại con Đức là đúng á. Chứ đi nó gan dữ lắm. Minh, tự nhiên anh nói là anh mới ra, anh không nghe gì hết trơn. Trời đất ơi, trái tim anh muốn tan chảy luôn á. Con gái con đứa nó mới lớn, nó mắc cỡ nhìn dễ thương thiệt chứ. Còn em á nha, cũng nên dịu dàng nhẹ nhàng vậy nó sẽ dễ thương hơn. Ông này, toàn nó xài này. Trời ơi trời, sao tự nhiên hôm nay người yêu men lì của tôi nó muốn ngoảy ngang vậy trời. Nó không muốn bấm bánh mì nữa, nó muốn chuyển sang chơi bún thung á mà. Bún cái miệng của anh thì có, tập trung mà làm đi. Nổi da gà quá. Nổi da gà quá. Sợ thú mà thấy được khu câu cổ nè. Ê, chú. Ui, cái cổ cao dữ ta. Ủa, anh Phát, ngóng ai mà giống như ngóng mẹ đi chợ về vậy? Ngóng ai đâu, đứng nhìn xung quanh coi có khách vô muốn mì không. Mình đón tiếp cho nồng hậu chứ bộ. Không biết ai kia có nghe cái câu mà nhất cự ly gì tốc độ không ta. Trời ơi, gặp em mà em thấy Quy mà đi trong luật sư đó là em chạy theo rồi. Chứ đây mà ghen con ăn chó là cái gì trời. Thôi đừng có đứng đó nói nhăn nói cuội nữa. Anh nói chung là anh tin tưởng Quyên lắm. Quyên không có làm gì có lỗi với anh đâu. Thì giờ chưa đâu. Tới một ngày đẹp trời nào đó, cái xui xui á, cái làm cho Quyên giận á, cái kế bên Quyên này nè, có một người tốt quá hay là tốt, cái gì cũng tốt hết trơn. Rồi lúc đó rồi biết khen. Anh Phát!
đây ngồi luôn đi. Anh ngồi ở đây nha. Ba ơi, tụi con về rồi nè ba. Sao rồi mấy đứa? Dạ con chờ chú. Dạ con đã hoàn thành xong hết thủ tục đăng ký giấy tờ rồi chú. Bây giờ chỉ cần đợi thẩm định nó là xong. Cảm ơn con nhiều nha. Mấy đứa vất vả quá ha. Dạ không có sao đâu, ba yên tâm đi. Anh Đức anh giỏi cho mấy cái vụ này lắm. Mấy cái này á, con nghĩ không là gì với ảnh đâu. Hồi đó đến giờ anh toàn thụ lý những vụ án này không à. Đúng không anh? Chú Màu, coi được không được á, mình kiện tiệm ông Bảy Màu luôn đi. Cần chứ tới luật sư, tốn kém. Mình kiện cho bỏ cái tật nhái thương hiệu mình. Mình chưa đăng ký bản quyền, cho nên không phải muốn kiện là kiện đâu Phát. Bây giờ phải đợi thẩm định đã. Khi nào mà người ta vẫn còn vi phạm thì lúc đó mình mới kiện được. Với lại cái thời gian thẩm định cũng rất là lâu. Đúng rồi đó anh Phát. Nếu mà kiện được á thì tụi mình đã kiện ngay từ đầu rồi. Nói chung là mấy cái chuyện này mình không biết đâu. Tốt nhất là tụi mình đừng xen vô. Cứ để anh Đức ảnh lo đi. Ảnh cần cái gì thì mình cung cấp thôi. Vậy ha. Vậy thì tâm sự nhờ Đức. Anh nói sao cả? Anh Đức, vậy bây giờ có gì mình coi lại. Coi mình còn thiếu giấy tờ gì với anh tư vấn cho em tiếp theo cần phải làm gì nha. Ok. Đây là hết tất cả những cái giấy tờ mình đã lục ra. Dạ. Tức không anh Phát? Tức. Hả dạ lắm. Giờ này bên nhà ông Đức chắc đang tiệc tùng vui dữ lắm. Mình không kẹt coi quán á, mình chạy ù qua là biết liền có đi hay không đi liền à. Không được. Nếu mình chạy ở bển kiểm tra là rõ ràng mình không có tin Nguyên. Nguyên đã nói không đi là chắc chắn Nguyên sẽ không đi. Tin Nguyên, phải tin Nguyên. Trong tình yêu cần lắm sự tin tưởng lẫn nhau. Đọc sách. Trịnh Tâm là đọc sách. Còn đọc tới đâu rồi ta? À, đây. Sao cái âm thanh tiệc tùng nhà ông Đức cứ gian trong đầu mình hoài vậy ta? Kiểu này hoài khó ngủ lắm. Để tôi quyền cho biết liền. Để tôi biết liền hả? Quyên hả? Em đang làm gì á? Dạ em đang ở nhà. À em nói gì em đi? Em đang ở nhà. Em đang ở nhà vậy lát anh đóng cửa tiệm xong anh qua chở mình đi ăn cháo nha. Dạ không có được đâu. Nhà em bây giờ đang lu bu chuyện của anh Quang chị Hà á, nên chắc là em không có ra ngoài được. Gì? Có chuyện gì nữa hả em? Mẹ em đồng ý cho hai người đó yêu nhau rồi mà. Sao còn có chuyện nữa? Thì còn phải giải quyết rất là nhiều những cái chuyện khó khăn phía trước nữa. Cũng không biết làm sao nữa, nói chung là phức tạp dữ lắm. Không có thể nào mà giải thích được hết. Thôi, để bữa nào gặp á, rồi em nói sau nha. Vậy em ở nhà nha, ở nhà vui nha. Với lại lựa lời nói chuyện với mẹ cho khéo khéo. Để mẹ ủng hộ chuyện anh Quang chị Hà nha. Rồi, ngủ ngon nha. Rồi, anh đóng cửa tiệm xong về ngủ luôn. Rồi. Vậy là Quyên không có đi tiệc nhà Đức, mình có thể ngủ ngon. Trong còn thời gian.